Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm là cái Home Control, một cái thiết bị điều khiển điện, thiết bị điện trong nhà MST022. Đây, module này có cái chức năng là có thể điều khiển qua điện thoại. Cái này là sẽ cắm kết nối một cái điện thoại nhà các bạn, các bạn gọi đến, các bạn có điều khiển thiết bị từ xa, điều khiển qua điện thoại, các bạn có thể ở nhà điều khiển qua thẻ RF, RF control. Đây, có 4 chế độ mode này. Thì cái module này sẽ hoạt động với nguồn vào 12V DC, DC đây, 12V DC. Nó sẽ có các cái jack, đây jack DC 3.5 để các bạn kết nối với điện thoại, đây là hai cái jack để các bạn kết nối nhấn này, nút nhấn ra ngoài. Thì chân này là chân trung, hai chân này là sẽ đấu với hai chân nút nhấn, còn hai chân nút nhấn sẽ nối với nhau và đối vào chân trung này. Còn đây là đầu ra, đây đầu ra đây, thì sẽ có hai cổng, hai cổng 1 và 3, đây từ trái phải 1, 2, 3 thì cổng 1 và cổng 3 là hai cổng ra. Thì cổng 1 có công suất mở là có công suất mở là 12A, cổng 3 có công suất mở là 3A, còn cổng 2 là chân trung. Thì các thiết bị điện ngoài các bạn sẽ nối ở ngoài đối với nguồn trung vào đây, vào chân 2, và sẽ nối các chân thiết bị, một chân thiết bị của các bạn vào chân 1 và chân 3 để các bạn điều khiển. Sau đây thì mình sẽ tiến hành review và test. Thì ở đây mình sẽ test với tải của mình là hai cái bóng đèn AC. Đây, mình sẽ dùng nguồn 220 để mình cấp cho hai cái bóng đèn này. Thì cái module này nó đã đi kèm sẵn với cái sạc dây nguồn jack DC 3.5 rất đầy đủ. Và đây một cái tay phát RF để các bạn điều khiển. Đây mình sẽ kết nối. Thì mình đã kết nối xong. Đây, đây thiết bị này. Giờ mình sẽ cấp nguồn. Đây như bạn thấy, khi module hoạt động thì trong này nó sẽ có cái đèn led, nó sẽ báo nguồn trong này. Thì đầu tiên thì mình sẽ thử các cái nút nhấn. Này, nút mình nhấn nút nhấn sẽ có hai cổng, cổng A và cổng B. Cổng A là cổng này. Đây, cổng A là cổng này, cổng B là cổng này. Thì nút tương tự luôn A đây, luôn B đây. Mình nhấn nút A thì sẽ cái cổng 1 nó sẽ được đóng. Và tương tự là cổng, nhưng mình nhấn phần B thì cổng 3 sẽ được đóng. Đó thế. Nhấn lần nữa nó sẽ tắt. Tương tự với cổng 3. Này. Đây là về với nút nhấn. Còn là với tay phát RF. Đây. Thì để cái thiết bị này có thể học được lệnh của cái tay phát RF này, thì trước tiên là chúng ta sẽ phải nhấn giữ nút A trong tầm 3 giây. Đấy, bước này mình sẽ bấm lần lượt từng phím một. Mình nhấn đâu nhấn được 4 phím đấy. Khi nào mà cái module nó nhấp nháy như vừa đấy, nó đã học được xong lệnh. Thì ở đây nó sẽ có 3 chế độ cho cái tay phát RF này. Đây mình sẽ lần lượt sẽ là đóng, cắt. Mình sẽ bấm thử. Đây là chế độ đầu tiên, đó là một nút bật và một nút tắt. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ nhấn nhả trước. Các bạn giữ phím B trong 3 giây. Đó là chuyển chế độ. Mình sẽ bấm nhấn nhả. Các bạn phải giữ thì nó mới sáng liên tục, không nó sẽ nhả. Thì lúc đó chỉ có phím này là hoạt động. Mình sẽ giữ tiếp phím B 3 giây để chuyển chế độ tiếp theo. Đấy. Thì đây sẽ là nút nhấn giữ, mình sẽ bấm một lần. Đấy.
bấm lại phím. Thì hai chế độ này chỉ có một hai nút nhấn này có tác dụng thôi, hai nút nhấn này sẽ không có tác dụng. Hai nút nhấn này chỉ có tác dụng khi các bạn chọn chế độ là một nút bật và một nút tắt. Đấy. Để chuyển lại chế độ một nút bật và một nút tắt. Bây giờ mình sẽ thực hiện gọi vào điện thoại và điều khiển qua điện thoại. Thì với cái này thì các bạn nên cài đặt điện thoại, cái điện thoại nhận đấy là để luôn nhận cuộc gọi, nó sẽ tự động nhận cuộc gọi ấy. Cái chế độ tự động nhận cuộc gọi thì với các bạn bấm phím 1 thì sẽ là mở cổng 1. Đấy, phím 1 mở cổng 1, phím 2 mở cổng 2, hai đèn sáng. Các bạn bấm phím 4 sẽ đóng cổng 1, phím 5 đóng cổng 2. Các bạn bấm phím số 3 sẽ mở cả hai cổng. Các bạn bấm phím số 6 sẽ đóng cả hai cổng, tất cả hai thiết bị. Các bạn lưu ý là với cái điện thoại ấy, điều khiển có thiết để mua điện thoại từ xa thì các bạn lên cái thiết bị nhận cuộc gọi, các bạn lên để tự động nhận cuộc gọi nếu bạn có thể điều khiển được. Rồi, video của mình sẽ đến đây là xin được kết thúc. Các bạn hãy subscribe và like kênh YouTube bọn mình, nhóm review để xem thêm nhiều cái video và nhiều cái sản phẩm tiếp theo bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.